Dạ, xin chào anh em. Hôm nay em vừa về cái con bồ lông của hãng Makita XWT13. Thì cái mã của này thì nó mới sản xuất năm cuối năm 2019 và đầu năm 20. Thì nó rất là gọn nhẹ, để cho anh em sửa xe máy hoặc mở xe hơi gì đó, xe đạp và mở công trường, thì cái khẩu của nó là 1/2 và động cơ không chở than. Nó là mã của nó là XWT13 chứng nhận UL từ Mỹ về. Thì nó đi kèm với pin 3A sản xuất tại Malaysia. Có báo đèn pin. Và cái đặc biệt của cái máy này, nó có auto stop nha. Đây. Này. Đó, anh em leo công trình, mục đích của máy này là đi công trình làm điện nước ở trên cao đó, thì mình mở ốc sẽ nó an toàn và nó nhẹ hiệu quả. Và cái lực của máy này nó là 180 newton, thì nó đủ khả năng đỡ cho mở ốc xe máy này. Anh em làm xe máy mà, và nó rất là gọn nhẹ. Hay máy thì mới trăm. Cái bộ này là giá của nó là 4,5 triệu, bao gồm thân máy này, pin này và sạc, móc treo đó. Thì cái hàng này thì nó có auto stop này và nhấn chậm này. Đó, cả pin và sạc, cả pin và máy luôn, nó tầm khoảng 1,4 kg thôi nha. Máy nó rất là nhẹ, bù lông mà cả pin sạc, cả pin và máy có 1,4 kg thì rất là nhẹ, đỡ cho anh em đi lên công trình. Nói chung là rất là gọn này, nhẹ để cho anh em làm. Rồi, cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi kênh của mình. Nhờ anh em like và subscribe giúp mình để cho kênh phát triển tốt hơn.